cả team mình chúc con được thành công với cái con đường mà con chọn nha. Bây giờ là 6:30 sáng rồi nha các bạn. Dạ chưa dậy nè. Ôi phòng mấy đứa bên đây cũng sáng quá nè. Rồi hôm qua ngủ được không? Dạ được. Có cơ mà sao ngủ không được. Trời ơi. Trời ơi nè miễn phí. Thôi chuẩn bị mình đi ăn buffet sáng nha. Ủa có ăn buffet sáng luôn hả? Ừ đúng rồi. Đã nói đói ăn được không chú? Được. Ok luôn. Một tiếp. Rồi buổi sáng thì mình đi ăn buffet ở đây. Ở đây là giống ở dưới cái villa của mình. Thì giờ mình thấy buffet sáng ở khu du lịch Yến này mình có bánh canh. Lại bên đây thì bánh ướt. Dạ với lại nem nè. Lại xúc xích đó. Thì cơm chiên. Mì xào bò. Còn này là cà ri gà. Còn này là cháo cắn với lại hột vịt lý. Đây là các loại nước nè, xong qua cốt như trà đá, nước ốc táo. Đây thì rau củ, bắp, cà lan. Còn các cái kéo và rau, trái cây. Rồi mưa trái cây về. Ở đây mình thấy buffet cũng nhiều món ăn lắm các bạn. Nhưng mà được cái mình nhìn ra ngoài hồ đẹp lắm. Trời đang mưa râm râm nữa. Mới chỉ sớm đây mưa quá trời mưa, mình không biết là chơi được hết trò chơi ở đây không nha anh em. Buffet sáng ở đây cũng ngon lắm nữa các bạn. Thịnh, bạn ăn dĩa nè, dĩa thứ mấy vậy Thịnh? Hương mới có 5 dĩa à. Trời ơi, em mới có 2 dĩa à. Trời ơi, Thịnh ăn xương xương mà 5 dĩa rồi hả? Dưới ra. Thì tình hình là sau khi mình ăn buffet sáng xong thì vẫn còn mưa nha các bạn. Giờ team mình ngồi đây là đợi hết mưa, nhưng mà đợi hết mưa thì giờ mình kiếm gì chơi đi mấy đứa. Chơi chúng tìm đi. Ủa chú ngồi còn thấy đây nhiều rộng vậy đúng không chú? À đúng rồi, villa này chú cũng thấy rất là rộng, mình chơi chúng tìm là hợp lý rồi. Nhưng mà nay em ý kiến là em với Trang là anh nội em không có người Bắc nữa. Rồi thôi vậy giờ là anh là người Bắc nha. Dạ. Rồi thì bây giờ trước khi chơi chúng tìm thì mình cũng có đôi lời muốn nói với các bạn về bạn Minh nha các bạn. Thì có nhiều người thắc mắc là tại sao Minh không quay video clip cùng team nữa. Thì giờ có ai biết tình hình sao không? Nói cho các bạn nghe đi. Mạnh là bạn chí cốt của Minh nè. Tôi đi học rồi mà tại các bạn cứ hỏi hoài. No! Thì do Minh bận công chuyện gia đình nên không có quay cùng với team nữa nha các bạn. Thì điều đó đối với team mình rất là buồn, nhưng mà team mình vẫn cố gắng quay cho các bạn xem. Thì từ nay Thịnh là thành viên mới. Mình là Thịnh, mình là thành viên mới. Mong các bạn ủng hộ team mình nha. Và cuối cùng mình muốn gửi tới Minh á, là nếu mà con xem được video clip này thì cả team mình chúc con được thành công với cái con đường mà con chọn nha. Hello, hello, do you remember me? I'm the one that broke your heart. I'm here if you still want me. And we will never be apart. Rồi thì mình thông báo cho các bạn biết là từ nay là Minh không còn quay YouTube chung team mình nữa nha, để các bạn khỏi thắc mắc. Và bây giờ mình chơi chúng tìm nha mấy đứa. Dạ. Yeah. Bây giờ là chú sẽ là người bắt, chú sẽ ra ngoài cửa chú đứng luôn, không đứng ở trong đây. Nhưng mà chú đứng mấy phút chú? Cho tụi con là mấy đứa ở đây luôn là 5 phút để chốt. Rồi bây giờ là mình đang đứng ở ngoài cửa nhà nha. Giờ bây giờ Vinh lấy máy quay này, Vinh chạy vô đi. Dạ. Yeah. Rồi mấy đứa vô hết đi, rồi đóng cửa lại. Rồi vô hết đi. Ok anh. Ok anh em ơi. Mình sẽ tìm chút chốt nha anh em. Là lần đầu tiên mình sẽ vô phòng này nha anh. Bây giờ mình sẽ đi chốt nha anh. Ừ, khá là rộng luôn anh em ơi. Đảo à. Thôi khoan từ từ. Giờ đóng cửa lại cái anh em ơi. Đóng cửa lại cái chả lỡ chả mấy nó nè. Này, này cái tu. Là cái gì nè. Ôi, anh em. Chỗ này hợp lý không anh em? Mình có, nếu mà lát có chỗ trốn gì mình sẽ, không có chỗ trốn gì mình sẽ trốn đó nha. Ok, hello các bạn, thì mình đang đứng ở cửa phòng của mình là 110 nha. Đó. Rồi giờ mình sẽ đợi là 5 phút nữa mình tìm. Rồi bây giờ mẹ với mình sẽ đi trốn nha các bạn. Trốn rồi. Hình như Mạnh còn không bận. Rồi con. Dạ để mẹ trốn trước. Dạ con trốn trước. Con trốn trước đi. Thôi mẹ trốn trước đi. Giúp mẹ con đây.
Mày đi như đây mày trốn nè. Mẹ trốn thế nào đây? Con nghĩ mẹ cao cho nên mẹ trốn ở đây đi. Mở tủ ra thấy mẹ liền à. Bắt lên kìa. Chỗ nào thế? Hay dưới gầm giường nè. Gầm giường lại mình có chuột. Hello anh em nha. Bây giờ mình với Hịnh sẽ đi tìm chỗ trốn. Với lại mình sẽ giúp em Hịnh trốn nha các bạn. Trời đất ơi, anh em biết không? Bạn đi ra, ở đây có cái lỗ nè. Hịnh, chui vô Hịnh. Thôi mà thôi em không chui đâu. Cái chỗ này chui dễ kiếm lắm á. Nếu chỉ còn người muốn xuống là mình thấy mình rồi. Đi kiếm chỗ nào kính kính hơn chút xíu đi. Ừ, he, vậy em không trốn, anh trốn cho. Ừ, ok, để em qua cho. Xung quanh mình biết là về chỗ trốn. Thì mình thấy cái chỗ này rất là kín đáo nè. Đó chính là bạn gia. Ở dưới đây có cái lỗ. Bây giờ mình sẽ chui vô chỗ mình núp nhanh. Để mình đi vô nhà tôi lấy nha anh em. Nhà tôi lấy nó mới chịu. Anh em ơi, anh em ơi. Rồi để em kiếm sao rồi em đi ra con em. Hello anh em, bây giờ mình sẽ đi tìm chỗ này. Hả? Không có lỗ nè anh em. Ủa em tính chui luôn á mà anh Mạnh chui rồi. Ừ vậy thôi em núp đi anh kiếm chỗ khác. Nhanh lên nhanh lên mẹ ơi, còn có 5 phút thôi. Ai Thịnh sẽ vô đây trốn. Vậy mình phụ giúp Thịnh đi cho nó giác nữa. Thịnh thắng Thịnh chia hai mẹ con mình. Đúng rồi. Rồi đóng nha. Ổng hả? Ok ok. Hơi chùa. Rồi để chùa lỗ thở. Rồi mẹ trốn cho nè. Không được, không được. Nè, mẹ Hương có được không? Phòng này nè. Ok anh em, bây giờ mình đã quyết định là mình sẽ trốn trong ghế sofa nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ vô nước nha anh em. Anh em ơi, là cha mình mẹ bảo á, nên là cha mình nói mặt trên đây. Bây giờ mình sẽ trốn trong. Trốn đâu anh em ơi? Trốn đi được nè anh em. Cái này nó chắc của anh em ơi. À, không được rồi anh em ơi. Được rồi, được rồi. Mẹ vô, mẹ vô đi. Mẹ nhảy hả? Không đâu, mẹ đứng ở bên trong kia kìa. Hả? Ở trong kia. Rồi mẹ ngồi đi. Rồi. Nhưng mà mẹ nghỉ lát nữa cha mở cửa đó mẹ lên. Rồi rút vô đây. Rút ra đây cho chắc. Rút vô đây đó. Rồi nằm sát vô đây nè. Rồi con đóng lại đi. Rồi để con đóng cửa lại. Rồi bây giờ mình sẽ đi tìm chỗ trốn nha các bạn. Ơ à, chỗ đó của em đâu mà. Ủa vậy hả trời ơi. Thôi em trốn đó đi. Rồi mình sẽ trốn chỗ khác nha các bạn. Mình sẽ trốn trong gầm giường. Đây nè. Mình sẽ trốn trong đây nè. Trời ơi nhỏ quá. Chưa không được. Chưa không được. Mình phải qua bên phòng này. Nhanh lên. Nhanh lên sắp 5 phút rồi. Đây gầm giường đây nè. Đây gầm giường đây nè. Thôi mong mình sẽ chiến thắng. Mình sẽ vô nha. Mình tưởng đâu là cái chỗ này có người núp rồi chứ. Nóng này đã quá nè, mát lạnh luôn. Ok anh em ơi, mình kéo mạnh lên rồi, mạnh giúp mình lên đây. Kéo lên. Kẹt chút nè. Thôi, giúp em này đi. Ơi chắc chắn anh nè em. Ủa không được rồi. Nãy nó có cái cây sắt rồi anh em ơi. Trời ơi tưởng nó lỗ không. Tại vì mẹ đang rình cha coi ra tới chưa. Ủa che đâu. Cha không đi trốn chỗ khác rồi. Em biết cái chỗ này nè. Không trốn được nè. Không. Thôi thôi thôi. Mẹ phụ tại đây nè. Vô đây. Không nó chọc lắm hồi nãy con cũng hử bên kia hử. Ok anh em ơi. Hồi nãy là mình thì được cái chỗ này nè anh em. Ờ vô đây. Mình nè anh em ơi đây.
Dạ anh Thịnh với lại mình sẽ tiếp tục nhanh đấy. Anh Thịnh với lại em đồng này kinh đáo lắm nha. Đóng cửa thủ lại để xíu à. Chú Sàng thấy á. Chào mừng là cha mình có ở đây thì mình quay cho các bạn coi nha. Bây giờ bye bye. Ok anh em nha. Thì mình thấy cái chỗ mà ghế sofa của mình á, nó không được rồi, kín đáo cho lắm. Giờ mình sẽ kiếm chỗ khác để mình nấp nhanh em. Ý, kia đây. Cái hầm giường nha anh em. Ok, giờ mình sẽ chui vô. Chui vô nè. Nó dây này quá. Trời ơi, quá anh nè. Bây giờ mình kẹt cứng rồi. Chết bà anh em kẹt cứng rồi. Chui vô làm như này. Ý trời ơi. Chui vô không được anh em. Giờ mình sẽ đổi cách khác. Chui vô đây không được rồi. Nghĩ sao hình như con vô mà nấp trong đây anh em. Ý, trong này còn có ghế sofa nữa nè. Ừ, nhà mình sẽ nấp trong cạc đây luôn. Nhưng mà làm sao kéo ra đây. Á đu. Ây da. À, cái này luôn nè. Nhà mình sẽ chui vào chỗ nấp nhanh em. Ây da, chết quá rồi. Ôi trời ơi, dưới nó có cái sườn nè. Nó nhanh nhộn lẹ quá. Ây da. Cảm giác y chê là anh em biết mấy cái cây. Mấy cái cây mà mình ngồi lên không? Mà không, ây da. Kẹp thịt rồi anh em, kẹp thịt rồi. Ây da. Rồi, vậy đâu rồi đó anh em. Mình thấy vậy là ổn rồi đó. Còn có tình hình gì mình sẽ báo cáo tiếp nha. Tạm biệt anh em. Ok các bạn, bây giờ đã đúng 5 phút rồi. Mình bắt đầu mình tiến hành đi tìm nha. Rồi bây giờ mình mở cửa nha. Mở cửa đi vô. Khóa cửa lại cho mấy đứa kia khỏi chạy ra luôn. Rồi đầu tiên mình sẽ vô cái phòng này tìm trước. Rồi có ai trong đây không? Wow, trong đây cũng rất là nhiều chỗ luôn nè. Tủ lạnh này có không ai rồi. Trong đây có ai không? Ồ, không có luôn. À, cái tủ này đáng nghi lắm nha. Ồ, không ai luôn. Rồi mình sẽ tìm tiếp ở dưới gầm giường. Trang tìm là tiên chú à. Khó quá chú á, chú bé lẹ rồi con trốn đầy kính đó nha. Nhưng mà xui với con là cái phòng này cha tìm đầu tiên. Ơi chú chạy trốn phòng cuối à. Ơi trốn dưới đây cảm giác như thế nào? Cái cỏ nó hơi êm. À, có cỏ êm ha. Không có bị gò bó gì phải không? Đúng rồi, thẳng ngồi đó. Ừ, rồi đi. Thì bà tìm tiếp coi có thành viên nào trốn dùng bên đây không? Không có luôn. Ok. Coi là chỗ này có không? Rồi, không có rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đi tìm tiếp những phòng còn lại nha. Mấy thanh niên này trốn kỹ lắm. Ở đây cũng nhiều phòng nữa, khó tìm lắm. Rồi tiếp theo phòng này là phòng thứ hai mình vô. Mở đèn lên coi. Wow, sao bên cửa hu ai dưới giường, dưới giường. Ô cũng không ai luôn. À cái tủ này. 2, 3 không ai luôn. Rồi như phòng này không có, tắt đèn. Rồi à dưới bàn pizza này hu không ai luôn. Trời mấy thanh niên thì trốn ngay dưới vậy. Coi mấy cái ghế salon này. Không có. Rồi phòng thứ 3 rồi nha. Hello anh em. Ủa Không ai. Không có luôn. À đây. Đây. Không có luôn. Gì kỳ vậy? Cái tủ này. Mình chắc chắn cái tủ này. 2, 3. Oh my god. Mấy thanh niên này trốn đâu kính dưới kìa. Trời ơi, rồi tiếp. Mình sẽ qua phòng thứ 4. Ok anh em ơi, hên quá chú không nhìn thấy mình. Hồi nãy mình rung lắm, nên mình quay không gần nha anh em. Nhưng mà trước khi qua phòng thứ 4 mình sẽ ghé cái gian bếp này có ai đây không? À, mình thấy mấy cái hộc nè. Mình nghi lắm nha. Hu. À trời ơi, ai vậy? Thanh niên Thịnh. Một thanh niên, trời ơi. Con bự như vậy mà con chui nổi vô cái tủ vừa hả Thịnh?
trời ơi, tủ chui ra là kính lắm rồi, nhà chú mở tủ ra thấy con luôn rồi. Thì chú đi tìm từ trên xuống dưới, chú không để sót chỗ nào mà. Mà đây còn mấy cánh nữa nè, chú mở ra. Rồi giờ hai thanh niên này quyết định trốn trong tủ. Rồi không ngờ luôn, hai thanh niên trốn chung. Đây còn mấy cái ngăn nè, mấy cái ngăn. À cái ngăn này nhỏ quá không có ai rồi. Rồi ngăn này hơi bị bự nha. Ê, trời không ai chút đây. Rồi rồi cánh cửa này, cánh cửa này. Bên kia, bên kia. Ok không có ai. Rồi tôi lạnh rồi ai dám vô. Bây giờ mình đi tìm trong toilet. Phòng thứ tư, phòng thứ tư bà chưa tìm nè. Đây phòng này phòng cuối cùng luôn các bạn, nếu không có nữa là mình bó tay luôn á. Bây giờ mở đèn lên. Không có, không có. Rồi đâu 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 đâu. Nè nè nè, trong tủ nữa nè, mấy thanh niên này có một bài thôi à. Ui không có. Đợi chứ mở ra coi. Hai ba. Cánh bên kia, cánh bên kia. Giật mình. Em định mở bên này chưa, nhìn mở cái cánh bên này rồi. Hết hồn luôn. Hết hồn luôn, mở ra cũng giật mình luôn á. Thấy thay từ từ. Hôn. Em đừng có vừa anh, phải tìm cho hết mới được. Khoan, chú phải tận mắt thấy mới được. Không có luôn. Không có. Còn trong đây. Không có. Ok, vậy mình hiểu rồi, mình hiểu rồi. Mạnh là chạy chạy ngược lại, lúc mình vô toilet Mạnh chạy ngược lại rồi. Bây giờ là mình sẽ tìm lại mấy chỗ phòng phòng này. Mà hồi nãy anh nhớ là anh chưa nói người cuối cùng được như tiền. Đúng rồi, tôi với tụi chú. Rồi người cuối cùng là giờ nói hơi muộn rồi, người cuối cùng thì được 500 ngàn. Lần đầu tiên mình chơi ở villa rộng như vậy. Chạy cho bó tay vô chạp bây giờ. Chưa, bá chưa tìm mà. Giờ bá phải tìm ngược lại. Thầy Mạnh là người cuối cùng rồi nhưng mà bá phải tìm cho được cái Mạnh nó đi đâu. Kỳ này anh phải cả. Ủa nãy còn trốn ở đây luôn hả? Dạ đúng rồi, trốn từ nãy giờ luôn á. Trời ơi. Hồi nãy giờ chú quên tìm chỗ này. Vậy hả? Chú nghĩ là cái này cái đổ kinh trong đây nó có cái khe nữa hả? Đúng rồi. Trời ơi, phải đau đau lưng. Để tôi thấy cái này nó sát tường rồi. Trời ơi, Mạnh đó chú. Chú biết sao không? Đâu. Chú về lại. Đâu đâu, cái này có sao? Nó có cái cây, con tính trốn dưới đây nè. Trời ơi, cái này tôi đã trốn là đúng bài luôn nhưng mà có mấy cái cây, không được. Có cây này không được. Chú tìm ở villa này thì Mạnh được 500 ngàn các bạn. Còn một sai sót của mình là quên tìm cái ghế đó. Cho chú nghe. Lần đầu tiên anh thay thế em bắt anh cảm thấy như thế nào? Coi như là rất là tò mò và thích dẫn thú vị luôn. Nói chung nó hồi hộp sao á. Nếu mà các bạn muốn tra vinh những clip khác bắt thì các bạn nhớ comment bên dưới nha. Mà nói thiệt là mình tìm kỹ lắm luôn á. Mà có chỗ đó mình sót mà ai ngờ đâu Mạnh lại trốn đúng rồi. Buồn gì lấy nữa anh kêu em. Xuống dưới là con căng tin nó còn nhớ đẩy tìm mình một chầu cà phê nha. Ok luôn. Rồi thì thôi, video của mình đến đây là kết thúc. Tạm biệt các bạn. Hello, hello to you.